Dạ các bạn, hôm nay mình sẽ thay cục pin cho cái laptop Asus A540. Sau thời gian dài sử dụng thì cái pin nó sẽ bị chai, nó không còn giữ điện giống như ban đầu nữa, thì mình sẽ thay thế cục pin khác cho nó. Cái này mình thay thế rất là nhanh và dễ dàng, các bạn theo dõi nha. Đầu tiên là chúng ta phải có cái miếng xốp thật là mềm để lót laptop xuống để tránh cho nó bị chày. Sau đó chúng ta sẽ dặn những cái ngõ phía sau ra. Tiếp theo các bạn là cái laptop lên, bật nhẹ cái nắp ra ha, các bạn bật nhẹ thôi nhé, tại vì những cái ốc giữa bản lề nó đã tháo ra rồi, nó bản lề sẽ rất là yếu. Sau đó chúng ta dùng cái móng tay á, hoặc là cái miếng giống như phím đàn, chúng ta sẽ nại kéo cái mặt trước của cái laptop lên. Nó sẽ có cái khớp xung quanh cái laptop như vậy, và chúng ta không có dỡ hẳn lên nhé, dễ nhẹ nhẹ thôi, tại vì dưới đây sẽ có những cái cọng cáp mà nó nối từ bàn phím và cái tút bát con chuột này xuống dưới cái mainboard. Rồi, chúng ta có thể là không tháo phím và tháo chuột ra luôn, chúng ta dịch cái miếng ở trên cái này xuống một chút xíu, một đoạn rất là ngắn thôi. Rồi, như vậy là mình sẽ thấy cục pin nó nằm ở vị trí này đây. Đây, đây là cục pin của laptop, thì cục pin này nó được giữ bởi một ốc duy nhất thôi, mình dặn ốc này ra. Rồi, cứ dùng cái cây này để mình nại cục pin này lên. Đây. Đây, vậy là mình đã tháo rồi. Nó sẽ có cái ngàm để trao đổi đường tín hiệu điện từ cục pin này sang cái laptop ngay cho vị trí này. Chúng ta khui hộp với cái cục pin mới ra. Đây. Đây, khi cục pin mua về nó như thế này các bạn. Đây là cục pin mình mới mua. Thì pin mà thay thế trên thị trường hiện tại thì nó bảo hành khoảng 1 năm. Cái dung lượng và cái thời gian sử dụng thì chắc chắn nó sẽ không có được giống như cục pin zin. Nhưng mà ở cái mức giá khoảng vài trăm ngàn để chúng ta thay cục pin cho cái laptop thì cũng có thể chấp nhận được. Với cái thời gian là trong vòng 1 năm thì đa số là sẽ là bảo hành 1 đến 1. Có vấn đề gì khi mà bị lỗi pin, bị sụp điện áp hay là bị tắt đột ngột thì nó sẽ đổi ngay cho mình. Rất là đơn giản. Và lắp lại thì rất là dễ rồi, mà mình sẽ đặt lại vị trí ban đầu như này và cho những cái khớp này nó trùng lại với nhau. Rồi, khi nó vô khớp rồi thì chúng ta dặn cái con ốc nó lại, dặn con ốc nó giữ pin lại. Rồi, pin này mình bỏ ở đây, mình cắt lại trả lại cho khách. Sau đó mình sẽ đặt cái miếng này về vị trí ban đầu. Rồi, mình bóp nhẹ xuống cho những cái nó vô khớp cho lại. Rồi, mình đóng nắp máy lại. Và sau đó là mình sẽ dặn những con ốc này lại như vị trí ban đầu. Khi mình siết ốc lại thì các bạn cũng lưu ý là người ta siết vừa chắc xuống thôi, không có siết quá cứng thì nó sẽ bể cái chân ốc mặt bên kia. Và ốc á, thì các bạn thấy ví dụ đó trường hợp con Asus này thì ốc nó sẽ có hai loại, một cái loại dài và loại ngắn nè. Chúng ta dặn cho nó đúng vị trí như ban đầu, chúng ta tháo ra, nếu không là chúng ta dặn nó sẽ xuyên qua mặt và nó xuyên lên mặt trước của laptop. Rồi, ta nhận lại xong.
ta bật máy lên thử ha. Nhưng mà chúng ta sẽ cho như win. Thì đối với cái win mới thay thì chúng ta nên sạc 3 lần đầu, mỗi một lần khoảng 8 tiếng đồng hồ để cho pin nó được nạp xả đầy đủ nhất, để cũng như nó duy trì được cái dung lượng cũng như thời lượng pin tốt nhất. Các bạn lưu ý ha. Như vậy là chúng ta đã thay thế xong pin của laptop Asus. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.